Chiều nay, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã tổ chức trao tặng 500 suất quà cho hộ gia đình và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tam Điệp nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần. Phát biểu tại lễ trao quà, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành khẳng định, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động, trong nhiều năm qua, tập đoàn luôn trách nhiệm trong thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ khắc phục thiên tai dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 với trị giá hàng nghìn tỷ đồng tại các tỉnh thành trong cả nước. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao tặng 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho các hộ gia đình và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Tam Điệp nhằm chia sẻ khó khăn với những người yếu thế trong xã hội được vui xuân đón Tết đủ đầy đầm ấm. Món quà ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống của dân tộc, lá lành đùm lá rách, đồng thời thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, chung sức cùng cấp ủy chính quyền thành phố Tam Điệp chăm lo đời sống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên tạo động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống tốt đẹp hơn.